Vâng, em quay cái cảnh trong nhà cho mọi người nhìn. Wow. Nhà được chú thiết kế kiểu nhà sàn nhưng mà chuyển đấu chuyển đoạn khá là nhiều chi tiết. Còn chú còn đổ sàn lên bên trên này rồi vẽ hoa hoa văn 3D nữa cơ mọi người ạ. Đây là cái cảnh vào bên trong này. Chú thiết kế từ ngoài vào nhìn đã giống với lại bên châu Âu rồi, tân cổ điển rồi. Vào bên trong này dạng khung nhôm cửa kính, rèm cửa rất đẹp, được sơn vân giả gỗ bóng nhoáng lên, mà trên chú còn rất tâm huyết rồi chi tiết nghiên cứu tỉ mỉ cái mẫu 3D làm trần vào chỉ ở trên này nữa cơ mọi người ạ. Đây. Ồ, không biết mọi người thích không sao nhưng mà mình thấy đẹp thế nhỉ. Wow. Hai con chim chà mào. À, giới thiệu mọi người, cô vừa mới tiết lộ là nhà này hoàn thiện hết 1 tỷ à cô? Hết 1 tỷ mọi người nhé. Đây em quay cái cảnh view đằng trước cho mọi người xem này. Được cô chú thiết kế đằng trước này, bát nắng này, rồi thiết kế khung nhôm cửa kính, được trang trí rèm rất chi là đẹp. À, cái gian này còn một gian riêng nữa cơ, chỗ này còn một cái ô ô nữa. Oh, đây này mọi người, đây thấy là độc lạ không? Hàng cột là từ đây nhé. Tính ra đáng ra cái hàng cột nó chỉ là từ cái hàng này thôi, nhưng mà được chú thiết kế riêng ra chỗ này để cho rộng thêm, với lại nó hợp với lại cái kiến trúc mà chú bố trí ở bên ngoài ấy, như kiểu là dạng biệt thự ấy. Nãy mình vừa quay cái cảnh trần mây 3D ở trên cho mọi người xem nhé, không phải là một bên khác đâu, bên kia cũng có nữa kìa. Tất cả hai bên nách của gian nhà được cô chú thiết kế là đổ sàn bên trên và vẽ vào chỉ vân 3D hết. Ôi trời ơi, nhà tiền tỷ của khác mọi người ơi, quá là đẹp. Được sơn vân giả gỗ đẹp, trần mây cũng đẹp. À vâng. Đây nhà được sơn vân giả gỗ này, còn sàn thì được ghép bằng sàn tàu, bằng gỗ ta hết. Cái này là gỗ xoan hết à cô? Đây em quay quay cảnh cái sàn nhà cho mọi người xem. Vâng. À, tất cả mấy cái vàng vàng này là bằng gỗ xoan ạ. Đây là em đang ở đằng trước cái quang cảnh của ngôi nhà này, đang nhìn từ khu đường vào căn nhà. Đây nhìn từ xa này mọi người có thấy giống như kiểu là mấy cái khu biệt thự của Vingroup không mọi người? Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Anh Thế TV. Hôm nay mình cùng với lại em Hiểu đi gọi là đi khám phá tất cả những cái căn nhà sàn đẹp của khu vực xã Phúc An, Yên Bình, Yên Bái. Thì rất may mắn là hôm nay mình với lại em đấy đã gặp được một căn nhà sàn vô cùng độc đáo, được thiết kế theo kiểu tân cổ điển. Mình cũng không biết nói rõ chính xác như thế nào nữa, nhưng mà mình sẽ review căn nhà này độc lạ này cho mọi người cùng xem cái chi tiết từng căn nhà như thế nào nhé mọi người nhé. Đây em giới thiệu mọi người một kiểu thiết kế nhà sàn bê tông. Đây là nhà sàn bê tông đấy nhá, nhưng mà được gia đình nhà Bố Sơn ở Phúc An
tự suy nghĩ và lại thiết kế ra thành vừa kết hợp nhà sàn này, vừa kết hợp nhà xây theo kiểu cổ điển hay theo kiểu châu Âu gì nữa. Cái này nhìn từ xa cũng gọi là tuyệt phẩm lắm. Đây, lần đầu tiên em thấy một mẫu nhà sàn như thế này. Tất cả hình thức rồi thiết kế rất khác hẳn mọi người. Ông chủ nhà ông thiết kế ra cái đằng trước này làm như kiểu giống như kiểu mấy cái mẫu biệt thự mình hay xem nhà đẹp ở trên YouTube ấy, nhưng mà ở đây lại là gọi là nhà sàn cơ. Nhưng mà bên dưới thì cột được thiết kế theo kiểu nhà sàn hết, nhưng mà bên trên lại được thiết kế theo dạng gọi là hơi châu Âu một tí. Đây em đang ở đằng trước nhà này thì có được thiết kế là ba gian này, với lại bên này là bếp đây. Thì cái khung nhà này đằng trước này được chú Sơn là thiết kế cái mái vòm cửa sổ đằng trước này hình vòng cung này, rồi còn gắn ngói lên. Rồi đằng trước làm bằng nhôm kính hết, trang trí rèm bên trong. Cột này được sơn màu tím, rồi bên trên kia còn có cái phào chỉ nữa cơ. Cái kia hình như là làm bằng đấu hay sao chứ không phải là phào chỉ đâu, nhưng mà nhìn mọi người nhìn xem rất độc đáo. Mình lần đầu tiên mình thấy một căn nhà sàn độc đáo như thế này đấy mọi người ạ. Mọi người thấy căn nhà sàn này đẹp với độc đáo thì cho một chia sẻ nhé, để cùng nhau chiêm ngưỡng căn nhà sàn như thế này. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi vào bên trong căn nhà. Căn nhà thì chỗ cầu thang đi lên đây được gia đình thiết kế khá là rộng, chắc phải hơn 2 mét đấy. Chỗ này chắc phải hơn 2 mét đấy, chỗ có bậc cầu thang là lên. Lát đá này. Đây, em đang chuẩn bị bước vào trong nhà. Wow. Đây là cô chủ nhà. Quá đẹp. Nguyên một màu. Cô nhà mình làm từ năm bao nhiêu cô? Cô Sơn. Nhà mình làm từ năm bao nhiêu ạ? Năm 2020. Năm 2020 ấy. Năm nay 23 là năm nay là năm thứ 3 rồi. À thế là làm 3 năm rồi phải không ạ? Vâng. Đây. Tháng trước này mới được vừa được 2 năm đây này. Vâng, em quay cái cảnh trong nhà cho mọi người nhìn. Wow. Nhà được chú thiết kế kiểu nhà sàn nhưng mà chuyển đấu chuyển đoạn khá là nhiều chi tiết. Còn chú còn đổ sàn lên bên trên này rồi vẽ hoa văn 3D nữa cơ mọi người ạ. Đây là cái cảnh vào bên trong này. Chú thiết kế từ ngoài vào nhìn đã giống với lại bên châu Âu rồi, tân cổ điển rồi. Vào bên trong này, dạng khung nhôm cửa kính, rèm cửa rất đẹp, được sơn vân giả gỗ bóng nhoáng lên. Mà trên chú còn rất tâm huyết rồi chi tiết, nghiên cứu tỉ mỉ. Cái mẫu 3D làm trần vào chỉ ở trên này nữa cơ mọi người ạ. Đây. Không biết mọi người thích không sao nhưng mà mình thấy đẹp thế nhỉ. Wow. Hai con chim chà mào. À, giới thiệu mọi người, cô vừa mới tiết lộ là nhà này hoàn thiện hết 1 tỷ hả cô? Hết 1 tỷ mọi người nhé. Đây em quay cái cảnh view đằng trước cho mọi người xem này. Được cô chú thiết kế đằng trước này bát nắng này, rồi thiết kế khung nhôm cửa kính, được trang trí rèm rất chi là đẹp. À cái gian này còn một gian riêng nữa cơ, chỗ này còn một cái ô nữa. Oh, đây này mọi người. Đây thấy là độc lạ không? Hàng cột là từ đây nhá. Tính ra đáng ra cái hàng cột nó chỉ là từ cái hàng này thôi, nhưng mà được chú thiết kế riêng ra chỗ này để cho rộng thêm.
Với lại nó kêu nó hợp với lại cái kiến trúc mà chú bố trí ở bên ngoài ấy, như kiểu là dạng biệt thự ấy. Nãy mình vừa quay cái cảnh trần mây 3D ở trên cho mọi người xem nhé, không phải là một bên khác đâu, bên kia cũng có nữa kìa. Tất cả hai bên nách của gian nhà được cô chú thiết kế là đổ sàn bên trên và vẽ vào chỉ vân 3D hết. Ôi trời ơi, nhà tiền tỷ của khác mọi người ơi, quá là đẹp. Được sơn vân giả gỗ đẹp, trần mây cũng đẹp. À vâng, đây nhà được được sơn vân giả gỗ này, còn sàn thì được ghép bằng sàn tàu, bằng gỗ ta hết. Cái này là gỗ xoan hết à cô? Đây em quay quay cảnh cái sàn nhà cho mọi người xem. Vâng. À, tất cả mấy cái vàng vàng này là bằng gỗ xoan ạ. Wow. Vâng. Nhà mình cũng là dân tộc Dao cô nhỉ? Đấy, không phải là cứ đi buôn đi ra nước ngoài mới có tiền tỷ làm nhà sàn đâu. Đây trên bản trên dân tộc Dao cũng có. Đấy, có đổi cây trồng nương, đổi cây làm nhà tiền tỷ cho mọi người ạ. Đây em quay cái cảnh từ bên trong này ra. À bên trong này là buồng à cô? Đây. Rất đẹp. Buồng này rộng lắm, cái này chắc phải tầm 11 12 mét vuông à. Nhà mình có hai em gái đang đi học à cô nhỉ? À. À, vâng. Đây em quay tổng thể căn nhà cho mọi người xem, có cái không gian đằng trước như nãy mình review cho mọi người xem ấy, xong với lại có 3 phòng ngủ. Nhà mình có 3 phòng ngủ cô à? À đây đây có 3 phòng ngủ mọi người nhé. Vâng, nếu tính cả cái buồng vừa rồi ấy là 4 phòng ấy mọi người ạ. Kia là dự ảnh cưới. Dự xem được video này cho một like nhé dự nhé. Đây em đang đứng ở khu vực bếp nhìn ra nhà này, từ ngoài vào nhìn cũng đẹp mà từ bếp nhìn ra cũng đẹp. Đây em quay lại chi tiết cái cảnh bên trên nhà nhé, kết cấu của căn nhà nhé. Có bác nào mà có dự kiến làm nhà tầm 1 tỷ hơn 1 tỷ mà thiết mong muốn có cái mẫu không đụng chạm thì ai có thể tham khảo cái mẫu nhà sàn của cô chú đây. Đây, rất độc lạ, vô cùng đẹp. Quá tuyệt vời. Cháu thích nhất là cái kiểu thiết kế như kiểu châu Âu nhìn từ ngoài vào ấy, cô ạ. Xong bước vào trong nhà có cái rèm kính như thế này. Quá là tuyệt vời. Cái này là chú xem ở trên mạng thấy hay là chú tự nghĩ ra mà thiết kế này hả cô? Vâng. Vâng, cái chú rất tâm huyết để nghiên cứu rồi thiết kế được ra cái căn nhà sàn rất độc đáo và đẹp. Nhà sàn này mình nếu mà làm hoàn thiện như này là cũng tốn tiền lắm chứ không phải là làm nhà sàn mà ít tiền đâu như cô nhỉ. Rẻ mà. À. Cửa này là con rể lắp cho ấy chứ? Chưa lấy xin lại làm
Thế là thế là lên lắp cửa kính là thấy nhà có con gái cái là tán luôn rồi, yêu rồi cưới luôn à? Ôi giời, thế là đi lắp cửa kính mà lại quen được cái em người yêu và lại thành vợ luôn, thế mới tài chứ. À. Ừ, đặt thằng Sơn nằm, nó đi làm cho thằng Sơn. Thế là thằng Sơn lên lắp. Vâng. Lắp xong rồi thằng trước này thì bảo chú cứ bảo làm hành lang, nhưng mà bắn với cái ngang ấy, kính kính ngang ấy. Xong rồi sau này ấy lại chú lại bảo